Chúc mọi người ăn ngon nhé. Buổi đẹp lắm, cái ánh nắng này mọi người đẹp quá. Hôm nay là một buổi sinh hoạt thường niên tại câu lạc bộ đoàn kết Berlin. Và lần nào cũng vậy, chúng ta được ăn những bát phở rất là ngon. Và có rất nhiều các bạn Đức có mặt ở đây. Và hầu như không bao giờ thiếu mặt được chị Monica. Hello Monica. Hello, hello. Hello Quỳnh. Con gái ơi, con ăn phở có ngon không? Dạ. Con tên là gì? Con tên là gì nào, con nói nào. À, tên là anh Thư. Anh Thư lên mấy tuổi rồi? Không, hướng nữa rồi. Anh Thư đã đi học chưa? Năm nay con học lớp 1. À, con đang học đi học lớp 1 đấy hả? Thì chúc con học giỏi nhá. Ăn cho sạch mồm, ăn cho sạch răng. Nhưng chị em tranh thủ thứ tư hàng tuần đến đây, vừa chuyện trò tâm tình, vừa chia sẻ về sức khỏe, về gia đình, về hội nhập. Và đặc biệt chiều hôm nay sẽ có buổi nói chuyện về giao thông do công an của quận Lichtenberg giới thiệu. Và chiều hôm nay sẽ có luật sư miễn phí sẽ giới thiệu với mọi người về các cái luật mới. Xin mời tất cả các bạn hãy đến với câu lạc bộ đoàn kết Berlin. Tại câu lạc bộ có rất là nhiều hoạt động, chương trình có lớp học tiếng Đức, hội nhập cho mọi người, và tại đây cũng là nơi dịch miễn phí cho mọi người. Xin mời văn phòng câu lạc bộ đoàn kết BI nằm tại đây.